afraid of you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ review về cái phụ kiện của nhân vật dã nhân có tên là đèn tín hiệu đường sắt. Mùa này thì ngoài cái thanh niên gọi là Sáp ra ấy, thì hai nhân vật đó mình ít, mình hai nhân vật này mình rất là ít chơi. Nhưng mà vì ra phụ kiện nên là mình phải chơi để review đến cho các mọi người. Và rất là cảm ơn bạn Xoài Nguyễn đã cho mình mượn cái phụ kiện này với một cái sự rất là khó khăn về cái lóc ặc mọi người. Tại vì bây giờ là thường thường những cái ứng dụng như là các bạn buy như là Google CH Play hay Google Play hay là Facebook đồ thì bảo mật rất là cao. Vậy cho nên là mình muốn vào nick của mọi người là mình cần phải xác minh. Cho nên là cái việc vô nick thì thật sự nó cũng rất là khó khăn. Đó, một phần thì cái ứng dụng nó nên như thế để bảo vệ an toàn cho tài khoản của mọi người. Để mọi người có thể là tránh khỏi những cái tình trạng gọi là bị hack, đúng không? Nhưng mà về vấn đề đăng nhập thì mình thấy là Twitter nó rất là dễ đăng nhập. Đó, bởi vậy cho nên là mọi người cũng cần phải cân nhắc có nên ba Twitter hay không. Vừa rồi thì mình cũng bị hack ặc là do sử dụng cái Twitter. Cho nên là mọi người cũng cần phải lưu ý vấn đề này. Và từ cái vụ hôm đó đến giờ là mình không có buy ặc vào Twitter nữa. Để bảo đảm cho cái sự an toàn về tài sản, đúng không? Cái ặc game này nhìn nghe tưởng là trò chơi, nhìn rất là đơn giản. Nhưng mà thực sự nó cũng giống như là một tài sản cá nhân của riêng mình vậy. Cho nên là mình cũng cần phải bảo vệ nó để tránh khỏi những cái thành phần xấu xa nguy hiểm. Có nhập vào mình không? Để mình cưỡi heo để hai đứa mình cùng đu nè. Nhập không? Nhập không? Bé gái không muốn nhập vào mình luôn. Vậy thì mình sẽ tông thằng này ra chuồng gà. Biến giùm. Đấy, nó có hiệu ứng của cái đoàn tàu mọi người ạ. Gì vậy trời? Ây da, không sao. Hai hit lận. Nhưng mà mọi người phải để cho heo nó có thời gian nghỉ ngơi thì hồi heo mới nhanh nha. Ui, hay quá nhờ. Ây da, bị gõ rồi. Dã nhân chơi rất là vui. Nhưng mà tôi chơi không hay. Cái đó phải công nhận một điều là như thế. Cái gì hay là mình sẽ khen. Mà cái gì bản thân mình không được tốt là mình cũng sẽ tự nhận là bản thân mình không tốt, không giỏi, không có được gọi là kiểu giống như là dở. Nói thẳng là dở luôn á. Ui dồi, kinh khủng. Bởi vậy cho nên là cũng kiểu cái gì mà mọi người hay coi thời sự ấy, có nhiều cái hội nghị hay là có nhiều cái chương trình họp, hoặc là có những cái buổi mà kiểu chủ yếu là nói chung cái từ chung chung là họp đấy. Mọi người nghe thời sự lúc nào cũng sẽ có một cái chữ, đó chính là phê bình và tự phê bình. Đấy, phê bình ở đây là những người đó sẽ đưa ra những cái ý kiến, những quan điểm để phê bình những người khác. Và tự phê bình là tự bản thân mình phải đưa ra những cái nhận xét về bản thân mình chưa tốt ở mặt nào, tốt ở mặt nào, để mình có thể là mình sẽ khắc phục vào những cái thời điểm sau chẳng hạn. Như mình đây, mình đi họp thì mình cũng hay tự phê bình bản thân mình, giống như kiểu chưa tham gia nhiều những cái hoạt động ở trường này, rồi trong cuộc họp thì ít cho ý kiến kiểu như thế. Trời ơi, đừng có sao mà lúc đầu không đi cứu đi, lúc tiên tri mò ra đây rồi ấy thì bắt đầu mới lò mọ ra. Dã nhân có hai cái điểm yếu, đầu tiên là sửa máy chậm, thứ hai là về cái vần đặt dấu chân. Vì có cái con heo đi cùng nên là dấu chân nó đặt nó tồn tại rất là lâu. Và để nó lại đuổi mình, mất dạy với trời. Mày đuổi mẹ hả? Nhưng mà mình phải cho heo nghỉ thôi, phải dừng một cái thời điểm nào đấy cho heo nghỉ thì mình mới hồi chiêu nó mới nhanh. Chứ để Hunter chủ động đánh hai heo hoặc là mình để cho heo kiệt sức rồi thì sẽ rất là nguy hiểm. Rồi, dừng đây được rồi. Đấy, còn 30 giây là sẽ được hồi chiêu. Ủa, con nhỏ này nhập vô mình lúc nào vậy?
đẩy cái đà đẩy tử tế vô nhau. À, dính điện rồi, vậy là mình chưa chết. Trời ơi. Ê, nguyên của đàn táo đi theo mình nhìn mắc cười dã man luôn. Mọi người thấy cái con heo mắc cười kinh khủng luôn á. Sao mày đẩy tao về con Hunter vậy? Như con gắn ý. Đẩy cái giấy đúng cức luôn á thiệt thử. Có đẩy ai? Ừ, đuổi con đó đi. Dù kinh khủng. Đang cai thì đi đuổi cái đẩy cái giấy vào mình và con Hunter. Cái phụ kiện này làm dã nhân nhìn rất là buồn cười, giống như là đang ngồi trên cái tàu hỏa vậy đó. Mình thì cũng có một dịp đi tàu hỏa một lần, một lần trong đời, còn không sau này lúc nào đi nữa thì cũng không rõ, nhưng mà chắc cũng không có đi nữa đâu. Mình có nhánh 6 nhưng mà chắc mình không cứu đâu nha. Đây, để mình cố gắng mình tông để cho các bạn xem thêm về cái phụ kiện này nó có hiệu ứng. Đấy, hay dã man. Khi mà cưỡi vậy thì nó có hiệu ứng luôn thì ngon, đằng này phải tông thì nó mới có hiệu ứng. Đâm ra là cảm giác mình nhìn cái phụ kiện này nó hơi bị phèn. Hơi bị phèn một chút, nhưng mà được cái đèn chớp chớp đằng sau nhìn cũng khá là vui. Và các bạn đừng chuyển kênh nhé, vì sau đây theo trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem. Rồi mình quay trở lại trận đấu thứ hai ở map thị trấn say ngủ. Mình này có một lần đi tàu hỏa trong đời. Trời, nó ồn lắm. Tại vì nó đi trên đường ray ấy, sọc sạch vậy đó. Mà phải kể đến cái vấn đề ở đây, đó chính là cái nhà vệ sinh mọi người. Không biết mọi người có gì có cơ hội đi chưa, nhưng mà cái nhà vệ sinh vui lắm. Là chị gây sụp. Trời ơi, kinh khủng. Cái nhà vệ sinh đó là nó thông xuống đường ray luôn. Nhìn khá là hài. Mình vừa đi mình vừa nhìn xuống dưới ấy, thì mình sẽ được chiêu chiêu cái đường ray nó đi qua bên mình như thế nào. Cảm giác cũng có gì đó cũng kiểu vui vui mà nó cũng mát mát nữa, tại vì nó thông ấy. Sao gây xa này không thấy quăng bướm quăng đồ hết trơn nhỉ. Trời ơi, đánh hả? Tính ra là nếu mà dã nhân có heo phải 4 máu á, rất là khỏe. Ghét cái là sửa máy hơi lâu thôi. Cái xa này chơi giống như kiểu không ném bướm luôn. Nhìn cái đoàn tàu mắc cười quá à, mọi người thấy không? Khi mà mình thổi cái này thì Hunter sẽ nghe mất tai. Mặc dù nó ở gần mình, tim mình đập, nhưng mà nó sẽ không có nhận được cái sự hiện diện của mình đang ở gần. Ủa, lên tàu rồi. Ủa, nhỏ cái xa chơi kỳ cục. Thỉnh thoảng là sẽ có một vài anh nhân viên hoặc là mấy cô, mấy chị gì đó là sẽ đẩy một cái xe. Cái xe này là đựng nước, trái cây, bánh, kẹo, rồi đi qua các hàng, các toa tàu với nhau. Ai có nhu cầu mua thì mua. Nhưng mà mình thấy chủ yếu mọi người mua nước hoặc là mua trứng luộc, ấy, trứng cúc luộc là nhiều. Ít khi nào mua bánh lắm. Tại bình thường đi đã mệt rồi, ăn ba cái bánh quy vô rồi, ui dồi, khát nước dã man, thật sự. Đó là cái kỷ niệm ngày xưa thôi. Còn bây giờ thì chắc là cũng hiện đại hơn rồi. Mà mình cũng kiểu mấy chục năm rồi. Chắc cỡ 20 năm mà chưa đi tàu. Nhỏ cái sai chơi mà không quăng bướm gì luôn. Tính làm thử thách không quăng bướm gây xa hả? Đức mẹ ra đó kìa. Đó, đức mẹ ra là đức mẹ ăn hít liền. Kinh khủng. Tha cho em đi anh. Úi giời ơi. Không thèm quăng bướm luôn mọi người ạ. Mình không hiểu là bạn này chơi gây xa là kiểu gì nữa. Nè, đi nè. Đó, như một cái đoàn tàu nhìn rất là vui nha. Nhưng mà các bạn cưỡi heo là phải để ý cái đường năng lượng của con heo nhá. Tầm khoảng kim đồng hồ chỉ lúc 2 giờ, cái năng lượng còn 2 giờ thì mọi người nên tắt đi là vừa. Cút liền. Không có đâu nha má. Đó, huyết một cái là nguyên cái đoàn tàu đi theo này. Nhìn vui kinh khủng luôn. Bà kia muốn heo không? Muốn heo ghi không? Trời ơi, 4 chân kinh khủng. Ai chơi heo không?
Vậy là trong 3 ngày thứ 5, thứ 6 và thứ 7 thì cũng xong hết tất cả những phụ kiện rồi. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình để có được những cái clip review rất là xịn sò, rất là vui nữa, để trải nghiệm những cái mới trong những ngày mới. Tối nay thì mình sẽ stream sớm và các bạn vô xem nha. Tối nay mình thử live stream sửa đề, mong các bạn vô các bạn ủng hộ mình tầm khoảng đâu nửa tiếng thôi, sau đó là tiếp tục chơi game như bình thường, để sau này mình có dịp thì mình sẽ dạy luôn. Trời ơi, giống như kiểu practice ấy. Practice. Gây xa này, bạn này chơi sao ấy, giống như kiểu vui vui ấy, hay là thử thách cái gì tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà kiểu chơi gây xa không quăng bướm là cũng hơi bị mặn mà. Không quên cưỡi heo để review nha quý vị. Cưỡi có hiệu ứng luôn thì ngon. Thôi đi vào luôn. Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ channel của mình. Hẹn gặp lại mọi người với video sau nha. Bye bye.